Với chủ đề giải mã sức mạnh AI, các chuyên gia đã chia sẻ những kiến thức thực tế, chuyên sâu về triển khai và ứng dụng các sản phẩm trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy sự đổi mới và đột phá trong các lĩnh vực, đồng thời tạo cơ hội để các chuyên gia, người làm việc trong lĩnh vực công nghệ được kết nối, trao đổi ý tưởng và xây dựng quan hệ đối tác mới trong hệ sinh thái AI. AI đã được ứng dụng vào trong hầu hết các cái lĩnh vực ngành nghề, kinh doanh khác nhau. Và với các doanh nghiệp thì AI sẽ giúp cho các cái lĩnh vực từ bán hàng, chăm sóc khách hàng, kinh doanh, nhân sự cho đến marketing, giúp cho các doanh nghiệp có thể là nâng cao hiệu suất lao động và giảm cái chi phí vận hành. Chia sẻ với các bạn học viên hai cái nội dung chính. Cái nội dung thứ nhất là về các cái tiến bộ về công nghệ AI trong thời gian vừa qua, tập trung vào cái công nghệ AI tạo sinh. Và cái nội dung thứ hai là về các cái quá trình phát triển, xây dựng, triển khai tới khách hàng các cái sản phẩm của FPT AI. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng của AI, các cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nếu không được sử dụng một cách có đạo đức và thiếu sự quản lý chặt chẽ, AI có thể tạo nên các mối đe dọa về bảo mật thông tin, đánh cắp dữ liệu, cùng với đó là những băn khoăn về cách nào để triển khai có hiệu quả, tối ưu giá trị của trí tuệ nhân tạo, tạo nên giá trị ứng dụng cho công việc. Đây cũng là nội dung mà nhiều học viên có mặt tại sự kiện được tiếp nhận. Đối với các kỹ sư phần mềm như tôi thì nó đang giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc, cụ thể là như fix bug hoặc là nghiên cứu các giải pháp phần mềm để có thể phát triển giải quyết các cái pain point của khách hàng. Cách sử dụng AI, các ứng dụng của nó trong cuộc sống thì mình đối với các kỹ sư thì cần phải biết cách để làm sao để tạo ra những AI như vậy. Và làm sao để tối ưu nó, khiến nó thông minh hơn và giúp ích được cho các cái bài toán lớn của xã hội Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm, kiến thức mà các chuyên gia mang lại, chắc chắn sẽ giúp các cá nhân, đoàn thể phát huy khả năng làm chủ AI, hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội và từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu vực và trên thế giới. Báo cáo năm 2023 của Oxford Insights cũng xếp Việt Nam vào hạng 39 trên 193 quốc gia về mức độ sẵn sàng về AI. Điều này cho thấy còn nhiều cơ hội để AI phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.